chào anh em nha. Nay em quay em mới giảng giao lưu với anh em. Cây này mai khủng nha anh em. Mai cố hữu. Mai này 8.000 nó phải 6 mét quá. Cao chắc 8 9 mét thì bự lắm anh, cao lắm anh. Về tổng sơ bồ tàng cho em xem. Mai này mai giảo nè, bông 7-12 cánh. Em xem cao hơn cái mái nhà trên đó luôn. Vì là anh em hình dung ra được như cái mai khủng cỡ nào anh em. Gió cái gió đợt bão hôm nó hơi siêu cái đọt qua về trước xíu. Đem quay cho cả mọi người để anh em xem. Này hai thân anh em. Này cũng nhắn là khỏi nói. Quá đẹp. Hai thân lên đó rồi thành một rồi. Anh em xem. Nó bự hơn cái hùng nữa luôn. Này hoành nó thước quá. Anh em xem. Không xi nhê gì với cây. Cây liền là không hẻo dích. Này không có đâu. Đều nha anh em. Đế 8 cộng đều sổ ra đều sổ ra tới này để em lắp đất lên cộng bằng móc tay cộng chỉ cần anh em khỏi quá to à. Mình xem với lại này là cộng như thế nè, này là một cộng nè. Vì đây hai cộng như vậy là đây anh em. To lắm nha anh em. Trong trời nắng thì em lắp đây mình có màu rồi. Mình xem. Gà phượt gà dại này bù tàn quá rồi. Em xem đây để của nó này là cộng của nó ra sổ rồi con này cây u nằm vừa khéo nha anh em. Hoành trên thước 保护 nha anh em. Quá to. Em quay xa xa anh em thấy anh sử dụng cái cây. Gió nó như mèo, gió nó xiêu xiêu nó té cái đọt. Mình chưa chặn thôi. Chìm ngưỡng một bạn đây. Đây nó hiện tượng nó muốn này nó cây già như thế nó bể sụn nha. Mai giảo ghim nha anh em. Bông 7-12 cánh.
cũng cao hơn mấy nhà luôn. Rồi, chào anh em nha.